rồi, được rồi. Nhanh lên hai đứa đó vào trước kìa. Để đi ơi. Ơ kìa. Má, có người yêu đấy. Bố ơi, bố. Bố ơi. Nó không chờ anh nó kìa. Nó đi chờ trai một người. Ủa, chị đi bộ hả? Anh Kiên ơi, anh làm lại cái xe này anh Kiên ơi. Rồi, bỏ đi, chị không chơi nữa. Em ơi, ui, xuống xe. Bắn. Rồi, lên bắn rồi, lên bắn, lên bắn, lên bắn, lên bắn, lên bắn. Anh kia lên trước rồi, anh kia lên trước rồi. Đứa nào lên đây, đứa nào lên đây. Các bạn ơi, hiện tại thì đã có 12% các bạn đã đăng ký kênh rồi. Nhưng còn tới 88% còn lại các bạn chỉ xem thôi nhưng quên mất là đăng ký rồi. Các bạn nhớ bấm like, đăng ký và nút chuông để theo dõi những video mới nhất từ Heavy Free Fire nhé. Hello, xin chào mừng mọi người đã quay lại với kênh Heavy Free Fire. Và mình là Kim Bài Tư. Mình là Su Linh. Mình là Nani. Mình là Kim đây. Và hôm nay chúng mình có một tạo phòng quyết tâm khá là ý nghĩa, khá là hay. Khi chúng ta bắt đầu trận đấu thì chúng ta sẽ nhảy đầu đường bay. Xong rồi ai mà chạy nhanh nhất lên nóc xưởng cơ khí, người đó sẽ được cầm súng và bắn tất cả những người chạy sau. Có thể mình có thể chạy xa này, hoặc là có thể dùng những mưu kế, dùng những ăn gian cũng được. Làm sao để chạy tới cái xưởng cơ khí nhanh nhất, ok không mọi người? Ok. Ok vô, mở mật khẩu để cho mọi người vào nhé. Nhưng bốn bọn mình là nhân vật chính nha mọi người. Ai mà tới nóc xưởng trước thì mới được bắn. Là mình chạy lên cầu thang nóc xưởng luôn đấy, chạy lên cầu thang nóc xưởng luôn đấy. Mọi người bắt đầu. Ok mọi người, vậy là đủ người rồi. Chuyển thôi. Nó kiểu mà khi mà mình chạy xuống nha, mình có keo hay là có gì mình có thể bịt lại để mình chạy vào trước mọi người. Dùng thủ đoạn lên nóc xưởng được là mình là người chiến thắng rồi. Kiên không? Ờ đúng rồi. Sao biết thế? Không ai phải đồ mày danh chứ. Alo. Đồ này fan. Đồ này mà fan. Nãy cắn cỏ đi nè mọi người ơi. Chạy vậy chạy. Cắn chứ ông nội. Cắn không? Ai vậy? Nè, quỷ đầu vàng nè. Đó, cắn đi nè. Thế vậy? Cắn cỏ. Mày cắn cỏ ai? Con không bước vào đây. Có đứa đang chờ mày đây. Mấy thằng trẻ trâu nếu muốn chán sống thì cứ bước vào mà nhây. Mọi người ơi, tạo phòng chơi nhưng mà cũng bị cắt cổ. Áp lực quá mọi người ơi. Áp lực quá sợ. Bây giờ mình sẽ nhảy đầu đường bay nha mọi người. Đầu đường bay lên, đầu đường bay. Sau đó thì mình sẽ chạy đua tới xưởng. Đấy nha, nhảy trong chuối liền mọi người, nhảy trong chuối liền nha, xong bắt đầu chạy nha. Đấy, ý là mình bắt đầu vào một cái khung nào đấy là bốn chúng mình đứng lại với nhau nha. Bốn đứa đứng lại với nhau rồi bắt đầu mới chạy nha. Ok. Em nghĩ là mình nên đi kiếm cái súng đi rồi mình hãy tập hợp lại. Đúng. Em định hỏi là sao tụi này biết đường mà nhảy đây vậy? Nhìn lại có bốn tụi mình chứ có ai đâu. Kiếm một súng nha mọi người, kiếm một súng trước nha. Ok. Nà ơi, nà. Nhá. Ưu điểm của em khi live Buja là gì? Tao rất là hú hồn à. Ưu điểm của em hả? Ờ. Bắn hay. Một khoét. Bắn hay à. Ủa, sao có đứa này? À, su. Còn ưu điểm của Cam khi live trên Buja là gì Cam? Ủa? Nói chuyện cho đàng hoàng nha. Ủa? Ưu điểm với nhược điểm nó khác nhau gì vậy? Ưu điểm là điểm tốt á, còn ưu điểm là điểm xấu. Trời. Rồi số ưu điểm của em là gì? Nhiều quá kể sao ta. Không thấy điểm nào. Nói chịu rồi biết sao giờ. Ok còn ưu điểm của Game 74 khi trên live stream là gái to. Sạp, cần sạp là chim. Ê, chưa đứng lại với nhau mà. Alo, ai vậy, sai vậy? Có, mà đứng lại với nhau đó, sai luật rồi. Dùng những mưu kế, dùng những ăn gian cũng được, làm sao để chạy tới cái xưởng cơ khí nhanh nhất. Hát hay, rap hay, ca sĩ. Em thấy nhược điểm á. Ừ, đấy nên là nhược điểm. Ưu điểm của anh nào được. Để đem đợi mọi người nè. Ở đâu em ở đâu? Em đang ở khách đồng hồ. Bạn nói như vậy á là bạn sạch. Rồi. Mọi người, bây giờ ra đây này, ra cái nhà xe này. Chu quay lại em. Đấy, cam bắt rồi, cam đâu rồi. Đang quay.
đây nè. Đâu má, nhặt xe đâu? Anh ngồi xe này xuống. Đâu? Bên đây, bên đây, nhìn cả. Đây nè. Nhà xe này, nhà má ơi, mày đứng bên đó, mày đứng lại nhà xe. Con thấy mày còn tức quá. Ai đang qua, đang qua. Đừng anh hết máu rồi, Su. Mày lấy cái này là kiểu. Hai bác trai đi không chơi nha, trên nha. Có quyền chạy xe trước mà kìa. Chạy xe mà. Đúng rồi. Chính xác. Sao mà? Ủa bắt đầu từ đâu mà? Ba người lên đi. Ủa xe ba người mà. Ê Kim. Chết đi rồi. Này vào sửa nha. Ôi, anh ghi con Nan nó ngồi trên sửa trước rồi. Chào em. Ghê quá mọi người ơi. Cái gì nữa mà cười hí hí, bớt bóc càng thôi trời. Rồi bớt bóc càng coi nào. Qua thung lũng đi, qua thung lũng đi, qua thung lũng đi. Qua đây đúng không? Qua đây đúng không? Qua thung lũng, qua thung lũng đi, qua thung lũng đi. Ôi. Qua thung lũng. Đủ anh Kiên ghê quá, đủ anh Kiên ghê. Ba biết bà làm vậy là ác lắm không? Rồi, đâu anh Kiên ơi. Đâu anh Kiên ơi. I don't understand what's going on. Đi qua đây. Qua chỗ kia, qua chỗ kia là, qua chỗ kia, chỗ kia, chống ra luôn đi. Qua chỗ kia mọi người, qua chỗ kia mọi người. Nào nào tiến, nào tiến. Không, em dở chai rồi, anh kia đi xuống đây. Xe của em rồi. Xe của em mà. Nhanh lên, hai đứa đó vào trước kìa. Ơ kìa. Mẹ, có người yêu đấy. Bố ơi, bố. Bố ơi. Không chở anh nó kìa. Ủa. Nó đi chở trai một người. Ủa, chị đi bộ hả? Anh Kiên ơi, làm lại lấy cái xe này, anh Kiên ơi. Rồi, bỏ đi, chị không chơi nữa. Kem ơi, ôi, xuống xe. Băng. Rồi, lên bắn rồi, lên bắn. Anh kia lên trước rồi, anh lên trước đầu tiên. Ông đi. À, mọi người. Gà chai đây. Trời ơi, đây nè. Người con gái đã có gia đình rồi mọi người ơi. Trời ơi. Đây nè. Lộn. Nè. Ta ráp bài đây mọi người. Tôi là quá nhiều đám không? Nhưng khi một mình thì lại không? Cố từ đó là mạnh mẽ nhưng sâu bên trong trong mắt là biển rộng. Cái này là nhược điểm của anh hay là ưu điểm của anh? Cái mà cà lâm. Ưu điểm. Nhược điểm. Cái xe nữa. Cái xe kia. Đàn bà là những niềm đau. What the f***? À, đeo chân cọc. Đàn bà là những niềm đau mọi người à. Hey, đàn bà là ngọc ngà trắng. Nắp sữa nha. Đàn ông mà không có tiền, không có sự nghiệp ấy. Còn kêu không? Đấy, thấy chưa? Nó ấy xong nó bỏ kìa mọi người. Còn hàng nào không kêu nó đây, vô lên chỗ nó ấy coi. Hai đứa solo đi. Ủa, đâu rồi? Hai đứa solo đi. Bảy nó chết rồi. Bảy nó... Cái gì vậy? Ưu điểm. Lờ. Cái âm anh lờ á. Bây giờ biết vậy nãy để anh Kiên lại mình cùng nhau mình leo lên nóc xưởng đi không chịu. Thôi mày bắn em luôn đi. Em là người đầu tiên lên đó, tại sao mình mới bắn được Kem quay lại nó bắn mình chết nó bệnh vòng lên không có. Em còn định bắn chị Na chết nữa chứ. Má đi. Nha bây giờ như này nè. Em chỉ cần một trái keo là em lên được nóc xưởng rồi mà. Hai trái keo chứ. Sao? Lên sao? Thì con Su ngồi lại đúng không? Con Su ngồi lại thì em lên đây em đặt hai trái keo lên được rồi. Rồi, xuống ngồi lại. Đặt con kèo ra, ở dưới nè. Đặt con kèo ở dưới, đặt ông ngồi lại. Từ từ. Này, đây đúng không? Cho Su lên đi, cho Su lên ngồi cho khỏe, cho nhanh. Su lên đây. Nè. Su lên đây ngồi. Quá! Ok. Ủa? Ừ nha, tự nhiên đặt gì ta? Rồi sao nữa? Su ok không?
Trời đất ơi. Sao lên? Em đặt được ở dưới một nửa của cái keo này không? Để xuống dưới đặt lên nè, xuống dưới cầu thang đặt lên đó. Đặt một nửa thôi là được, dưới một nửa nha, đừng có đặt trên một nửa. Đặt dưới một nửa của trái keo đó. Đừng, trái keo của Su ơi, đặt trái keo của Su cho Su lên đi. Em không hiểu. Nào, đặt trên nửa. Đấy, đặt ở dưới một nửa ấy, ở dưới một nửa. Ngay cái mũi kiếm. Kìa, cái đứa nào tới kìa. Tới. Ngay cái mũi kiếm được mà con. Đó, rồi, Su lên đi, Su. Su lên đi, Su. Su lên được rồi đấy. Lên đi. Đấy, lên rồi. Đơn giản mà, có gì đâu. Có keo ở dưới kìa luôn nè. Đặt cái keo dưới kìa luôn. Kìa, đây ngay. Này, xuống dưới cầu thang, còn keo không? Đúng rồi. Xuống lửa. Đợt lên. Ôi, bết keo rồi. Đây hả? Từ sao cho nó phần nữa rồi, cho nó phần nữa. Được rồi. Hello, mời tập trung. Quá cái buông xuống mắt ơi. Chị xui. Không được, phải được nè. Được. Từ còn trái nữa. Tình nữa, chị em, tụi em không thể nào mà anh làm vậy được. Ê, sao mày dám chia cách trên em về em với mày? Ủa? Mình không quen nhau. Đó, nhưng mà người vì bạn sống, vì mục đích chiến thắng. Thôi bắn tà lẹ đi cho xong đi xưa ơi, mệt. Dứt đi. Thôi. Dứt đi. Nè. Phát súng đó là đầu tiên đã được khai quả. Cài bom lên nè. Em không biết cài. Đấy, cài đi, còn 2 giây thôi, còn 2 giây đôi. Biết vị trí của nó là còn 2 giây đôi. Đấy, thấy chưa? Đấy. Nè, bắn chết luôn đi. Bắn từ đây. Bắn chết luôn đi. 3, 2, 1. Bắn nó chết đi, đừng có ở trên nữa. Em không nở. Không nở cái gì, mặt mẹ ác độc lắm. Đấy, đấy. Ưu điểm. Đấy, vì mục đích chiến thắng cả thôi, hôm nay là... Ủa gì trời, kêu tao bắt. Ủa, alo. Chị em với nhau mà làm vậy là chết rồi. Vì một chút chiến thắng mà lay động rồi. Thôi ok, Su sẽ là người chiến thắng của ngày hôm nay. Đã lại là mình nha mọi người, mà bị... Mình bị cướp đi cái quyền đó từ Nagame rồi. Thôi, thoát cho mọi người, thoát ra cho mọi người. Đấy. Ok, thì vừa rồi cũng là clip đua xe từ... đua từ đầu bản đồ. Dùng những cách mà gọi là âm mưu, mưu kế. Thì cuối cùng mình cũng đã bị chết. Mọi người thấy clip này hay để lại cho Heavy Fifi một like, một lượt subscribe nhá. Và đừng quên là đăng ký kênh của tất cả mọi người trong Heavy nữa. Và bây giờ thì xin chào và hẹn lại. Bye bye mọi người. Bye bye mọi người nha. Số gì đây, có ra con mấy con máy gì đây. Tình yêu như vậy thịt gà còn trẻ hóng. Người già chơi ga nhân, thương la nhân, thương la rồi chưa sụp ra. Bye bye.